Visual là ai mà khiến bộ sáu quyền lực thích thú đến vậy? Visual Ngô Cao Hoàng Việt là một cái tên nổi bật trong team Hustland đã theo đuổi rap trên dưới 10 năm. Anh được khán giả biết đến nhiều vì từng thắng không ít giải rap freestyle. Và bên cạnh đó thì Visual còn được biết đến là một người chơi hệ melodic rap có tiếng. Visual từng là gương mặt được đánh giá cao trong một cuộc thi rap. Tuy nhiên khi đó đã tự rút lui ở top 20 vì vấn đề sức khỏe và bận rộn với các dự án âm nhạc khác. Rapper sinh năm 1996 này đã có lần bày tỏ mong muốn được thử sức tại rap Việt. Và năm nay anh đã biến điều đó thành sự thật. Trước khi quyết định đi sâu vào con đường nghệ thuật như hiện tại, Visual đã hoàn thành bậc học đại học tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 10 năm qua, nam rapper này từng đạt nhiều thành tích ấn tượng như quán quân và á quân tại các cuộc thi battle freestyle nổi tiếng trong giới underground. Bạn biết gì về Nighty? Nighty là một rapper đường phố với phong cách rap freestyle, với mỗi lần chiến đấu là một lần học hỏi. Sự tham gia của anh chàng này trong Rap Việt mùa 2 đang nhận được sự quan tâm và cổ vũ từ nhiều khán giả. Nighty tên thật là Lê Phước Thành, với xuất thân là một rapper đường phố. Tuy các sản phẩm âm nhạc của anh vẫn chưa được nhiều khán giả biết đến, nhưng Nighty cũng đã và đang dần khẳng định mình trên những đấu trường về rap. Anh đã từng là tuyển thủ tiến thẳng vào chung kết của Battle Rap và cũng đã góp mặt trong King of Rap 2020. Đối với Nighty, anh không ủng hộ việc sử dụng câu từ tục tiểu, chính vì vậy mà anh sở hữu lối rap ung dung ngắn gọn nhưng xúc tích, không cần phải dùng từ quá gắt nhưng Nighty vẫn có thể sát thương đối thủ, hạ đo ván bất kỳ một ai. Tính tới thời điểm này thì Nighty cũng đã có cho mình những sản phẩm riêng với phong cách rap ấn tượng, phải kể đến như là Let's Hip Hop, Spiritual và Đi Vào Thành Phố. Tuy vẫn chưa được đông đảo khán giả biết đến nhưng Nighty đã trở thành một chiến binh thực thụ, chứng minh tiềm năng của mình được nhiều người trong giới đánh giá rất cao và nhận được sự yêu mến từ những người yêu rap freestyle.